Kính chào quý vị và các bạn. Khoảng chủ nhật, không khí lạnh sẽ gây mưa to trở lại cho khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi và có thể là xuất hiện một đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 250 mm và có những nơi có thể là trên 300 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn trong ngày mai, thời tiết ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì cũng có mưa nhưng chỉ là những cơn mưa rào, lượng không đáng kể. Do có mưa nên là thời tiết khá là dịu với mức nhiệt khoảng từ 28 đến 29 độ. Riêng thành phố Huế vì là có nắng xuất hiện nên nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn một chút, đó là 31 độ. Xuống Đà Nẵng đến Phan Thiết, mưa xảy ra chỉ còn trong đêm nay thôi, còn ngày mai thì trời nắng, nhiệt độ ở đây vừa phải khoảng từ 31 đến 32 độ. Đêm nay và ngày mai thì mưa chủ yếu diễn ra ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của khu vực đồng bằng thì khá là mát mẻ với mức nhiệt khoảng từ 28 đến 29 độ. Còn với vùng núi như là Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ hay Yên Bái thì nhiệt độ sẽ cao hơn là 31 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa chủ yếu là về chiều, có lúc mưa vừa mưa to, tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Còn trước đó thì trời cũng có nắng xuất hiện, nhiệt độ cao nhất ở đây không nơi nào vượt quá 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì đều cảnh báo mưa dông. Mưa vừa làm cho tầm nhìn giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, vừa tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.